Lô đất này là siêu rẻ luôn các anh chị nha. Anh chị nào mà đang cần tìm đất giá rẻ mình tham khảo lô này. Ngang 5, dài 17, 84m và thổ cư hết luôn. Chỉ có 2 tỷ 40 triệu thôi anh chị. Một lô đất rất là rẻ, rất là đẹp mà ngày hôm nay em Hải kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản sẽ chia sẻ tới toàn thể quý anh chị mình để anh chị tham khảo. Đất mình là thuộc phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, nằm trong khu dân cư quý anh chị nha. Đường ô tô tới đất thoải mái luôn. Đó, quý anh chị thấy ô tô đó không? Đó, thấy không? Đó. Khu này thì có lâu rồi quý anh chị nha, nên là xây dựng tự do và thoải mái. Đấy. Vị trí để dễ hình dung là quý anh chị, đất của mình gần với chợ Phú Phong. Quý anh chị biết chợ Phú Phong không? Chỗ này ra chợ Phú Phong chỉ tầm khoảng 500m anh chị nha, là ra tới chợ Phú Phong. Còn nếu mà ra ngã tư miếu ông Cù quý anh chị. Ngã tư miếu ông Cù á thì tầm khoảng chưa tới một cây số đâu, khoảng tầm 700-800m gì đó, khoảng đó quý anh chị. Gần với trục đường An Phú 18, một bên là phường An Phú, một bên phường Bình Chuẩn anh chị nha. Đấy thì gần với đường An Phú 18 nha. Đó là bất động sản của mình ở những cái vị trí đó. Đây, đất của mình đây nào quý anh chị. Đất đây này. Đó, hôm nay em Hải sẽ ghi hình và chia sẻ anh chị mình lô đất này nha. Đấy, hôm nay em Hải sẽ ghi hình và chia sẻ cho anh chị mình lô đất này. Đây. Ở đây thì xây tự do và thoải mái anh chị nha. Đó, đất ngang 5 rất là đẹp luôn, ngang 5m, dài 17, 84m và thổ cư hết. Hướng Tây Bắc anh chị, hướng Tây Bắc. Ở đây bên đây này, người ta cũng đang xây nhà là quý anh chị thấy không? Đang có một lô xây này. Đó, ngoài ra là chỗ này chỉ còn trống hai lô thì bên đây giờ người ta xây lô này rồi thì còn mỗi lô này. Còn khu dân cư ở đây thì hiện hữu hết rồi anh chị ha. Người ta ở kín hết rồi nha. Đó quý anh chị thấy không? Đó, em quay sờ cho anh chị mình xem nha, ở kín hết rồi nha. Đấy. Lô này thực sự là giá rẻ đấy quý anh chị, gần chợ Phú Phong. Chỗ này mà ra chợ Phú Phong tầm 500m à. Còn nếu mà đi ngược lên ngã tư Miếu Ông Cù á thì tầm khoảng cho nó tầm một cây số đi anh chị ha, chưa tới đâu. Chợ Phú Phong thì nó cũng gần đó mà. Thì cứ cho một cây số đi, nếu mà lên ngã tư Miếu Ông Cù là một cây số. Còn nếu mà xuống vòng xoay An Phú quý anh chị, xuống vòng xoay An Phú nhá là 1,5 km nếu mà xuống vòng xoay An Phú. Còn nếu mà mình ra đường An Phú 18 quý anh chị, đây, hướng này này, hướng này ra An Phú 18 này, tầm khoảng 100m thôi. Đây. Đó, khu dân cư này nó gần trên đường An Phú 18 luôn quý anh chị nha. Nó nằm trên đường An Phú 18 luôn. Đây ra đường An Phú 18 tầm 100m thôi anh chị. Đây, chạy thẳng một đường này ra. Đó, ra đây quẹo là ra đường An Phú 18 này, 100m. Đó, khu dân cư hiện hữu này anh chị thấy không? Đó, ở đây thì xây tự do thoải mái nên anh chị yên tâm ha, xây gì cũng được. Cấp 4 cũng được, một lầu cũng được, hai lầu cũng được, xây nhà trọ cũng được luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Bất động sản này đẹp nha anh chị nha. Thổ cư hết 84m mà thổ cư hết mà lại còn ngang 5 nữa. Ngang 5 dài 17 mà 84m. Thổ cư hết luôn, hướng đông nam, hướng tây bắc anh chị, hướng tây bắc. Đất mình hướng tây bắc anh chị nha. Anh chị nào mà tây Tứ Trạch là rất là hợp luôn này. Đó. Vậy là lô đất giá rẻ này hôm nay em Hải ghi hình cho anh chị mình xem là gần chợ Phú Phong, gần ngã tư Miếu Ông Cù. Còn nếu mà qua vòng xoay An Phú là 1,5 km, gần đường An Phú 18, gần đường DT743. Đó, vị trí rất là đẹp tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Với mức giá siêu rẻ chỉ có 2 tỷ 40 triệu thôi, còn thương lượng chính chủ, sổ sách giấy tờ có sẵn, hỗ trợ ngân hàng thoải mái, công chứng sang tên luôn. Bên em hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho anh chị mình luôn. Đó, bên em chỉ chia sẻ những bất động sản có sổ hồng riêng nên anh chị yên tâm nha. Đó. Rồi bên em cũng nhận mua bán, nhận ký gửi, nhận tìm nhà đất theo yêu cầu. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho bên em. Bất động sản thành phố Di An, bất động sản thành phố Thuận An và bất động sản thành phố Biên Hòa của Đồng Nai và bất động sản của thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh. Đó, đó là những cái khu vực mà bên em làm. Anh chị nào mua hay bán hay ký gửi thì cứ alo cho em Hải, số điện thoại góc trái màn hình trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản. Đó, em sẽ hỗ trợ anh chị mình một cách tốt nhất. Đấy. Thiện chí thì cứ alo cho em Hải nha. Giá cả thì thương lượng, sổ sách thì có sẵn. Em sẽ gửi đầy đủ thông tin cho anh chị mình xem. Em dẫn anh chị mình đi xem. Ngoài những sản phẩm mà em ghi hình ra thì còn rất nhiều sản phẩm khác. Anh chị nào muốn tham khảo thì cứ alo cho em Hải nha. Đấy, em xin cảm ơn ạ.